em quên cả ghi hình. Không có hình phát hiện. Đây là văn. Nhập viên 007 tiến. Này phải đủ hơi mới bắn được hả? Vâng. Ừ. Có cần bôi keo vào không? Không. Chỉ cần bắn nhanh là được đúng không? Chỗ này là đang lắp lại cái nẹp cái cửa đi. Ơ, bắn xong rồi à? Được. Đây mới đặt vào thôi đúng không? Thì hôm nào là lắp cái tủ dày này vào thì nó vừa khít cho nên là phải tháo cái nẹp ra. Hôm nay bắn lại cái nẹp. Phòng vệ sinh này là vừa lắp xong. Đấy. Nó đủ các cái bộ đồ của nó. Lắp xong các cái bộ đồ. Anh em mua bên kia một cái nữa nhưng mà cửa hàng nó hết. Anh nha, ừ. Thì bảo nó cho nó số điện thoại, bảo hôm nào có thì mày gọi chú thì chú ra chú lấy. À. Ừ. Chú nhiều đồ này phải mua đến 4-5 cái vào. Đấy, mày bó phải. Mình lắp 2 cái mà không cho. Bà này đã tối giản đâu ra.
thiếu của bà không được, nhưng mà thừa thì bà không nghe. Anh em mua bên kia một cái nữa nhưng mà cửa hàng nó hết. Anh nha, ừ. Thì bảo nó cho nó số điện thoại, bảo hôm nào có thì mày gọi chú để chú ra chú lấy. Chú nhiều đồ này phải mua đến 4-5 cái mà. Hai mình bó thầy. Mình lắp hai cái mà không cho. Bà này đã tối giản đâu đây. Thiếu của bà không được nhưng mà thừa thì bà không nghe. Thank you.
quá thì đâu chỗ này còn biết đâu. Cháu tên là gì? Dạ. Tên là gì? Sao nào? Gì? Tên là gì? Quang. Quang hả? À ừ đúng rồi, Quang Quang. Quang tường trắng, tường xanh, tường vàng. Dạ. Xanh vàng, xanh trắng, xanh xanh. Bây giờ lắp nút cái gương này. Gương vi Glacera. Đây là nhạc 7 lớp. Nhạc sĩ Trọng Tiến. Và Võ Đạt. Trọng Tiến nghe kêu quá. Lấy dấu, cho vào lấy dấu hả? Sát vào này xuống đấy thôi, đấy, rất đẹp. Đúng, cân đối hai bên nhá, cái khe hở bên này với khe hở bên này này, vâng, là nó bằng nhau, thế là được. Còn đây, hôm nay sơn xong lần cuối nữa là hoàn thiện căn hộ, hoàn thiện căn hộ hết, mọi thứ trên đời. Chỉ trừ mỗi cái tủ bếp là chưa có cánh. Cánh đưa từ Sài Gòn ra thì lại nhầm màu, nhầm mã màu. Nhầm mã màu thì trả lại, làm lại có gì đâu. Cái chuyện bình thường. Đúng không bọn ta? Hôm nay nhà mình bị nhầm gì đó. Nhầm có sao đâu, nhưng mình làm lại.